Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả quý khán giả. Chào mừng quý vị trở lại với bản tin trên kênh của Hiếu trong ngày 2 tháng 8. Thì nội dung thông tin này Hiếu xin chia sẻ một cái video rất là quý hiếm có liên quan đến cái bằng tiến sĩ của ông Thích Trân Quang. Và trong nội dung cái video này thì có Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường phát biểu tại tiệc mừng Tiến sĩ Tân Khoa Vương Tấn Việt, tức là Thích Trân Quang đó. Và trong cái video này chúng ta sẽ nghe được là một cặp MC cũng rất là nổi tiếng ở trên đài VTV1 dẫn chương trình đó, lúc nào cũng gọi ông Quang là sư phụ, và thậm chí là Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Lan Anh là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cũng tán thán ông Vương Tấn Việt, Thích Trân Quang hết lời đó. Một câu cũng sư phụ, hai câu cũng sư phụ, và tán thán đến mức độ là cái gì ông Quang cũng nhất hết nè, nói chung là cái gì cũng nhất ở đây chứ, thưa quý vị khán giả. Bởi vậy cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chưa nghe là bên phía Trường Đại học Luật Hà Nội là trả lời cái công văn hỏa tốc cho Bộ Giáo dục và Đào tạo được biết bằng tiến sĩ này của ông Thích Trân Quang như thế nào, có thực lực thực học hay không đó. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn bật vô âm tính. Nhưng mà qua cái video clip quý hiếm như thế này thì chúng ta thấy rằng có một cái sự gì đó rất là khó hiểu ở phía sau, đúng không quý vị khán giả? Cho nên là bên phía Trường Đại học Luật Hà Nội thì làm sao mà dám lên tiếng ở đây, thưa quý vị? Thì có rất nhiều vị khán giả cũng mong rằng là Hiếu cùng với những ai mà yêu thương chánh pháp đó, bảo vệ chánh pháp đó, thì phải lên án về cái việc này mạnh mẽ hơn nữa, để mà cho bên phía Trường Đại học Luật Hà Nội có cái câu trả lời về cái bằng tiến sĩ của ông này, thưa quý vị. Chứ thật sự rất là bức xúc ở đây, đúng không ạ? Thì cái nội dung video này á rất là quý, rất là hay, mà được tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện chia sẻ trên trang Facebook của tiến sĩ. Thì sơ lược về danh tính của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện thì Hiếu cũng xin chia sẻ cho quý vị khán giả biết như sau. Nguyễn Xuân Diện là tiến sĩ chuyên ngành Hán Nôm, nhà nghiên cứu ca trù Việt Nam. Đó, anh cũng rất là mạnh mẽ lên tiếng về cái bằng tiến sĩ của ông Thích Trân Quang này, cũng như là có những cái hành vi khác. Thì tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện lên tiếng rất là mạnh mẽ. Thì Hiếu không dài dòng nữa, mời quý khán giả cùng nghe cái đoạn video clip sau đây do Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường phát biểu tại tiệc mừng tiến sĩ ông Vương Tấn Việt, cũng như là pháp danh là Thích Trân Quang, để cho vị khán giả hiểu rõ hơn tại sao thì đến thời điểm hiện tại cái vụ việc này vẫn im ru đó. Trước khi vào nội dung thông tin chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả trên kênh của Hiếu, lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Mời quý vị khán giả cùng nghe một cái đoạn video clip sau đây nhé. Kính thưa quý vị, chỉ trong vòng 4 năm, sư phụ đã tốt nghiệp chương trình cử nhân, đã hoàn thành các học phần của chương trình cao học và cũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Đó là một quãng thời gian khó khăn nhưng lại rất đáng nhớ và đong đầy kỷ niệm của sư phụ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng có cơ hội để nhìn lại hành trình 4 năm rất nhiều vất vả nhưng đầy hạnh phúc của sư phụ trong một ít phút nữa. Còn bây giờ cho phép chúng tôi xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, trong suốt thời gian gắn bó với Trường Đại học Luật Hà Nội, sư phụ đã luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ và tạo mọi điều kiện của Ban Giám hiệu, các quý thầy cô giáo của nhà trường. Và ngay sau đây, chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Lan Anh sẽ lên sân khấu đại diện Ban Giám hiệu cũng như là các quý thầy cô giáo của Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ có những lời chia sẻ và những lời phát biểu tâm huyết để gửi đến tất cả chúng ta. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa Thượng tọa Thích Trân Quang, kính thưa Hòa Thượng Thích Viên Giác, kính thưa Thượng tọa Thích Giác Minh, kính thưa Giáo sư Hoàng Chí Bảo, con kính thưa các Bảo vị đại biểu, các vị khách quý và đạo tràng Thiền Tôn Phật Quang. Thực ra hôm nay khi mà đến đây chúng tôi rất là xúc động. Ngày hôm qua thì Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ cho 35
tiến sĩ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong năm 2021. Và tại cái buổi lễ trao bằng này thì nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, tức là sư phụ của chúng ta, cũng đã thay mặt cho tất cả nghiên cứu sinh và học viên cao học trong cái buổi lễ bế giảng và trao bằng đó phát biểu. Và chúng tôi rất là tự hào vì đã có những cựu nghiên cứu sinh xuất sắc như là nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt của chúng ta. Quá trời quá đất. Có thể nói rằng khi mà thượng tọa Thích Chân Quang thi vào làm nghiên cứu sinh của trường Đại học Luật Hà Nội thì chúng tôi mới phát hiện ra rằng nghiên cứu sinh có rất nhiều cái nhất. Thứ nhất là nghiên cứu sinh cao tuổi nhất. Thứ hai là nghiên cứu sinh rất cao vọng trọng. Ây da, ây da. Thứ ba là nghiên cứu sinh chăm chỉ và quyết tâm nhất. Thực sự ngày hôm nay thì chúng tôi rất tự hào là có một cái buổi lễ tri ân gửi tới các thầy giáo, cô giáo của trường Đại học Luật Hà Nội và các cơ sở đào tạo khác, những người đã hỗ trợ, đồng hành cùng người học trong suốt cả cái quá trình theo học tại trường Đại học Luật Hà Nội. Nhưng thực ra trong cái quá trình mà thượng tọa Thích Chân Quang học ở trường Đại học Luật Hà Nội thì giáo viên chúng tôi, nhà trường chúng tôi cũng được học được rất nhiều. Và trong đó thì ngoài cái kiến thức uyên thâm về đạo Phật, về cuộc đời, thì chúng tôi thấy rằng ở người học có một cái sự quyết tâm vô cùng lớn. Chưa có một người học nào, chưa có một nghiên cứu sinh nào có một cái sự quyết tâm lớn như vậy. Tất cả các buổi học không vắng mặt một buổi nào. Trong các thời gian vừa qua thì trong cái điều kiện dịch bệnh cho nên là cũng rất nhiều cái buổi học online. Thế nhưng mà các giáo viên, các giảng viên của trường Đại học Luật Hà Nội cũng có chia sẻ là những cái buổi học mà có sự tham gia của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt rất là thú vị, bởi vì nó không phải chỉ là những cái buổi giảng trao đổi một chiều giữa giảng viên tới người học, mà đây là ở những cái buổi học đó là có cái sự trao đổi giữa kiến thức giữa người học và người dạy, và bản thân giáo viên, những người giảng dạy cũng đã được học được rất nhiều từ những người học uyên bác như là nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt. Và trải qua rất là nhiều những khó khăn vất vả. Hôm qua thì tại buổi lễ bế giảng, khi mà phát biểu thì nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt cũng đã chia sẻ học tiến sĩ ở trường Đại học Luật Hà Nội vất vả lắm, khó khăn lắm. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ, nhưng bởi vì đó là cái tiêu chí mà trường Đại học Luật Hà Nội đề ra, chúng tôi luôn luôn đề cao chất lượng đào tạo, cho nên tấm bằng tốt nghiệp trường Đại học Hà Nội, cho dù đó là bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ, thì đó cũng chỉ là cái sự kiểm chứng về chất lượng đào tạo. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những người tốt nghiệp của trường Đại học Hà Nội hoàn toàn tự hào về tấm bằng mà trường Đại học Hà Nội đã trao, trong đó có thượng tọa Thích Chân Quang. Và chúng tôi cũng thấy rằng là khi mà có những cái buổi chia sẻ giữa các thầy cô giáo với cả người học thì chúng tôi cũng học được rất là nhiều, học được về cái sự quyết tâm, lòng về tinh thần vượt khó, và hơn nữa đấy là những cái sự ấm áp về tình người, về đạo đức. Và tôi nghĩ rằng là không chỉ giảng viên mà toàn bộ sinh viên của chúng tôi cũng có một cái tấm gương sáng để có thể học hỏi.
Và chúng tôi khẳng định rằng trường Đại học Luật Hà Nội vô cùng tự hào vì có những người học xuất sắc như là nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt. Và sự hiện diện ngày hôm nay của đông đảo các thầy giáo, cô giáo trường Đại học Luật Hà Nội, từ lãnh đạo cho đến các thầy cô là nguyên lãnh đạo của nhà trường, lãnh đạo các khoa, các thầy cô giáo trong trường Đại học Luật Hà Nội có mặt đông đủ ở buổi ngày hôm nay, điều đó chứng tỏ rằng những cái tình cảm những tình cảm vô cùng sâu sắc mà giảng viên chúng tôi dành cho một cái người học xuất sắc như là nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt. Và chúng tôi cũng rất mong rằng sau khi nhận được bằng tiến sĩ thì nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, thượng tọa Trích Xuân Khoang hay là sư phụ sẽ tiếp tục phát triển trên con đường nghiên cứu khoa học để như hôm qua sư phụ đã phát biểu ở cái buổi lễ là phải làm cái gì để xứng đáng với tấm bằng, để sau khi quay trở lại thì thấy rằng sau khi nhận được bằng tiến sĩ thì tôi đã làm được cái gì. Và chúng tôi rất hy vọng và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những cái lời hứa, những lời quyết tâm đó của thượng tọa Thích Chân Khoang, nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt sẽ trở thành hiện thực trong thời gian tới. Nhân đây thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy giáo, cô giáo của trường Đại học Luật Hà Nội đã nhiệt tình hỗ trợ cho nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt trong thời gian qua để có thể có một cái ngày vinh danh ngày hôm qua. Nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt đã nhận được bằng tiến sĩ luật học. Và qua đây trường Đại học Luật Hà Nội cũng rất là chân thành cảm ơn tới thượng tọa Thích Chân Quang, nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt vì cái sự hỗ trợ và nhiệt tâm với cả sự phát triển của trường Đại học Luật Hà Nội trong suốt thời gian qua, cũng đã có rất nhiều cái sự gắn bó và chia sẻ cũng như là ủng hộ cho hoạt động của trường Đại học Luật Hà Nội. Và chúng tôi ngày hôm qua thì trường Đại học Luật Hà Nội cũng chúng tôi cũng đã tham dự một buổi lễ báo công của trường Đại học Luật Hà Nội đối với thế hệ các nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm 2021 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Và chúng tôi thấy rằng đây có thể trở thành một cái truyền thống tốt đẹp trong tương lai đối với trường Đại học Luật Hà Nội. Và chúng tôi rất tự hào về nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt. Một lần nữa xin được chúc mừng nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, thượng tọa Thích Chân Quang, và kính chúc sức khỏe cũng như là sự thành công của thượng tọa trong thời gian tới, của sư phụ trong thời gian tới. Xin được cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu. Quý vị khán giả thân mến, quý vị cũng vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Lan Anh là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội thay mặt cho Ban giám hiệu trường phát biểu tại tiệc mừng Tiến sĩ Vương Tấn Việt, Thích Chân Quang. Thì ở đây chúng ta phát hiện rằng có một cái sự giả dối, đó là lời chia sẻ nhận định tán thán mà còn ấp a ấp úng ở đây, nó chưa có được chân thật, đúng không vị khán giả? Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cái bà này bưng bô bưng bít quá trời đi ông Thích Chân Quang. Cái gì á cũng cho ông Thích Chân Quang là nhất hết trơn, thưa quý vị. Nhưng mà có một cái nhất nữa mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Lan Anh không có nêu ra, đó là thứ nhất là giảng sai giáo lý của Đức Phật, bị dư luận lên án rất là dữ dội. Thứ hai là kêu gọi cúng dường, cũng nhất ở đây luôn, thì cũng làm cho người ta cũng rất là bức xúc và có những cái dẫn dụ luật nhân quả để mà đe dọa Phật tử để mà lấy tiền cúng dường cho ổng để mà được phước như thế này thế nọ. Thì đó cũng là những cái nhất mà bên phía giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Lan Anh thiếu sót, chưa có nêu ra. Thì qua cái đoạn video clip vừa rồi, quý vị khán giả thấy rằng có một cái sự giả dối và một cái sự bưng bô ở đây rất là dữ dội, rất là nhiệt tình, đúng không vị khán giả? Thì qua cái sự chia sẻ trên thì Hiếu cũng xin gửi đến tất cả vị khán giả những bài bình luận ở dưới cái video này. Có người thì nói như sau: thứ nhất, nên đổi tên trường Đại học Luật Hà Nội thành Đại học Bưng Bô Vô Liêm Sĩ Hà Nội. Thứ hai, mở thêm khoa cúng dường học Vương Tấn Việt làm trưởng khoa. Thứ ba, khoa nịnh bợ bưng bô học
giáo sư Hoàng Chí Bảo, trường trưởng khoa. Thứ tư, điểm thuận lợi là đã có nguồn giáo sư bưng bô kinh nghiệm đạt giải bô vàng. Còn bài bình luận khác thì nói tôi khinh thường thằng chọc đó. Một, thì tôi khinh cái bọn dạy và chấm cho cái thằng chọc đó ngàn vạn lần. Thực là điểm nhục cho ngành sư phạm. Đó, ở đây thì ai cũng bức xúc với cái trường Đại học Luật Hà Nội ở đây, thưa vị khán giả. Còn bài bình luận khác thì nói chưa bàn đến chuyện Chân Quang có bằng tiến sĩ thần tốc nhưng nghe cô giáo nói chán quá. Dân luật thường phát ngôn mạch lạc, ngôn từ phong phú, sinh động. Đó cũng là một kỹ năng cần trau dồi khi làm nghề. Ấy vậy mà cô mang danh phó hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội hẳn hoi, nhưng nói năng chán không tả nổi. Có lẽ cần xem lại nốt những tấm bằng của cô phó hiệu trưởng trường này. Những người tử tế phải mang danh đồng môn với loại thầy trò này, quả là một sự sỉ nhục. Đó, ai cũng thấy là có một cái sự sỉ nhục và một cái nỗi nhục khi mà đại diện trường Đại học Luật Hà Nội nhưng mà lại lên là tán thán bưng bô bưng bít cho ông Thích Chân Quang. Bên cạnh đó thì còn ấp a ấp úng trong cái câu từ của mình nữa, thì thật sự là bó tay ở đây rồi. Đây là một cái sự giả dối và một cái sự nịnh bợ bưng bô bưng bít rất là rõ ràng, đúng không vị khán giả? Thì đây cũng là một cái video rất là quý hiếm mà tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đã đăng tải trên trang Facebook để cho chúng ta hiểu rõ hơn là cái bằng tiến sĩ này của ông Vương Tấn Quyệt, Thích Chân Quang, nó có đáng nghi ngờ ở đây hay không? Thì chúng ta cũng đã rõ, đã hiểu, đúng không vị khán giả? Cho nên là vì sao bên phía trường Đại học Luật Hà Nội bây giờ vẫn im ru, im re luôn. Đó, làm sao mà nói được thưa vị? Trong khi đó thì trước đây thì tán thán khen ngợi hết lời luôn. Không lẽ bây giờ lại lên quay xe bóc phốt ông Thích Chân Quang? Đó, cho nên là chúng ta thấy rằng là bên phía cơ quan chức năng có thẩm quyền hay là bên phía Bộ Giáo dục Đào tạo thì phải là mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa về cái vụ việc này để trả lời cho dư luận được biết đó là cái bằng này thật giả như thế nào và có cái hướng xử lý nghiêm, tịch thu bằng hay là điều tra luôn cái trường Đại học Luật Hà Nội này đó để mà làm rõ đó, để cho dư luận không có còn thắc mắc ở đây nữa, đúng không quý vị? Thì đây cũng là nội dung thông tin hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết về cái bằng tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, Thích Chân Quang. Tiếp theo quý vị khán giả có ý kiến đánh giá nhận định như thế nào thì vị khán giả cũng để lại dưới video nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cũng rất mong là vị khán giả tiện tay bấm một like, đăng ký kênh và chia sẻ thông tin hôm nay đến với tất cả mọi người để chúng ta cùng có tiếng nói chung lên án Sàm Tăng và thợ tu đối với ông Thích Cúng Dường này nha. Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị khán giả trên kênh của Hiếu ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Chúc bà con cô bác ở hải ngoại có một đêm yên ấm, vui vẻ và ngủ ngon giấc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo.